Vào lúc 19 giờ hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2023, nếu như anh em nào mà chảy trong mình dòng máu đỏ da vàng, thì chúng ta không thể nào bỏ qua được một cái trận đấu vô cùng là hấp dẫn khi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ là Iraq ngay tại sân vận động Mỹ Đình. Đây là cái trận đấu thuộc khuôn khổ là lượt trận thứ hai của cái bảng F vòng loại World Cup 2026. Ở cái trận đấu này thì giới chuyên môn họ đang đánh giá rất cao cho một chiến thắng dành cho Iraq. Và cái điều này cũng được thể hiện bằng cái mức kèo chấp khi mà thị trường kèo châu Á họ để Iraq chấp lên đến là 0.5 anh em nhé. Và liệu rằng Việt Nam có làm được kỳ tích khi đánh bại được Iraq để giành được cái vị trí đầu tiên tại cái bảng đấu này, để chúng ta hướng đến một kết quả tốt đẹp khi có được tấm vé được tham dự vào cái vòng loại trực tiếp của World Cup 2026 hay không? Thì ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng với đội ngũ ekip Kèo Bóng Tôn Tử, chúng tôi sẽ cùng đi phân tích và nhận định và tìm hiểu về cái công tác chuẩn bị của hai đội bóng trước khi đến với cái phần chốt kèo nhà cái dành tặng cho toàn thể anh em nhé. Và trước khi đi vào cái tâm điểm chính của video này thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những cái trận cầu được diễn ra trong ngày hôm qua mà Tôn cũng đã lên video cũng như là đồng hành trực tiếp cùng với toàn thể anh em trong các cái hội nhóm xem cái kết quả ngày hôm qua Tôn cũng đã mang về cho anh em những cái lợi nhuận lớn nào như thế nào. Ngày hôm qua thì Tôn cũng đã lên cho anh em hai trận đấu, đó là trận đấu giữa Hungary với Montenegro. Trận đấu này thì được diễn ra vào lúc 21 giờ tối hôm qua. Và cái cặp đấu ngày hôm nay đó là cặp đấu giữa U17 Tây Ban Nha với U17 Nhật Bản. Cùng với đó là trận đấu U17 Ecuador với U17 Brazil. Trận đấu giữa Hungary với Montenegro thì cũng đã kết thúc rồi. Ở cái trận cầu này thì Hungary họ cũng đã giành được một chiến thắng chung cuộc là 3-1 trước Montenegro. Với ba cái mã kèo mà Tôn cũng đã đồng hành trên video với anh em, đó là anh em chọn Hungary chấp 1/4 bóng hiệp 1, Hungary chấp 3/4 bóng cả trận và tài trận 2/1/4, thì chúng ta cũng đã ăn được hai cái mã kèo, đó là mã kèo chấp bóng FT và tài trận 2/1/4, còn cũng đã thua mất cái mã kèo chấp bóng hiệp 1. Ba mã kèo thì chúng ta cũng đã ăn 2 và thua 1 mà thôi. Như vậy thì trên video hôm qua thì Tôn cũng đã giúp cho rất nhiều anh em cũng đã có được cái niềm vui chiến thắng rồi. Thế còn trong nhóm thì sao? Trong nhóm ngày hôm qua thì Tôn cũng đã đồng hành với anh em với rất nhiều những cái mã kèo anh em nhé. Đây, anh em có thể thấy trước khi mà trận đấu được diễn ra, khi mà cập nhật được cái thông tin đội hình dự kiến của cả hai đội bóng, nó khác đi rất nhiều so với khi chúng tôi làm video, thì Tôn cũng đã lên đồng hành với anh em với ba cái mã kèo chính. Đó là anh em chọn Hungary chấp bóng hiệp 1, Hungary chấp bóng cả trận và tài trận 2/1/4. Kết quả chung cuộc là 4-0. Thì anh em cũng đã quá là rực rỡ rồi anh em nhé. Còn với cái mã kèo phụ thì chúng ta cũng đã hòa tiền khi ăn được cái kèo là Hungary chấp góc hiệp 1, còn thua mất cái kèo xỉu trận. Không dừng lại ở đó thì cái trận đấu này diễn ra được 22 phút, khi mà hai đội bóng họ cũng chưa có được một cái bàn thắng nào, thì một trong những chuyên gia của đội ngũ ekip Kèo Bóng Tôn Tử, đó là Kèo Bóng Hoàng Quân, thì cũng đã lên cho anh em với hai cái mã kèo. Đó là chọn Hungary chấp 0.5 bóng cả trận, cùng với đó là cái mã kèo tài trận 1.5. Thì anh em cũng đã quá rực rỡ với hai cái mã kèo này rồi anh em nhé. Không những thế, trong trận đấu thì Tôn tiếp tục rồi những cái mã kèo vô cùng là chất lượng cho anh em. Đây, anh em có thể thấy khi mà phút thứ 36 của trận đấu, Hungary cũng đã để thua mất một bàn, Tôn tiếp tục nhồi cho anh em với cái mã kèo là Hungary chấp 0.5. Thì anh em cũng đã quá là rực rỡ ở cái trận cầu này rồi. Đây, anh em có thể thấy không, Tôn cũng đã dặn anh em là anh em bích duy nhất một cái mã kèo này, bích mạnh tay cho tôi. Đấy, rất là rực rỡ anh em nhé. Và ở cái trận cầu này thì Tôn cũng đã cho anh em đi hai cái vị tỷ số, đó là vị tỷ số 2-1 và 3-1 dành cho Hungary. Kết quả là 3-1 thì anh em cũng đã ăn được cái vị tỷ số 3-1 nhân gấp 17 lần điểm cược, rất là rực rỡ anh em nhé. Anh em có thể thấy rất nhiều những cái trao đổi trong nhóm mà Tôn cũng đã đồng hành trực tiếp với anh em, khiến cho anh em rất là an tâm vào những cái mã kèo mà Tôn cũng đã cho anh em bích bet. Đây anh em có thể thấy không, đây là cái vị tỷ số ở cái trận cầu này mà Tôn cũng đã cho anh em, là anh em vào cái vị tỷ số 3-1 đây. Đây rất là minh bạch và công khai anh em nhé. Ở cái trận cầu tiếp theo khi mà Tôn cũng đã đồng hành cùng với toàn thể anh em, thì anh em có thể thấy được trận Scotland với Laos thì Tôn cũng đã cho anh em đầu tư vào cái mã kèo, đó là anh em chọn tài trận 2/1/4, cùng với đó là tài hiệp 1/3/4. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu này thì hai đội bóng họ cũng đã có đến là 4 bàn thắng, tỷ số 2 đều.
Kết thúc trận đấu này thì tỷ số là 3 đều dành cho cả hai đội bóng. Thì anh em chúng ta cũng đã bú full hai cái mã kèo tài trận cũng như là tài hiệp 1 anh em nhé. Còn với cái mã kèo góc thì sao? Anh em cũng đã ăn được cái mã kèo tài góc 8.5. Khi kết thúc cái trận đấu này thì hai đội bóng họ cũng đã có đến là 10 góc anh em nhé. Đây, anh em có thể thấy những cái trao đổi của Tôn ở cái trận cầu giữa Scotland với La Uy, thì Tôn cũng đã bảo anh em là những anh em nào mà không ở Việt Nam, anh em đang ở châu Âu thì anh em lên đi cái kèo là kèo hòa cho cả hai đội bóng với cái mã kèo châu Âu. Đó là nhân gấp 3.14 lần điểm cược thì cũng rất là rực rỡ rồi anh em ạ. Ở trong nhóm của Tôn thì xin thông báo với anh em là không những là anh em ở trong Việt Nam chơi, và nhóm của Tôn còn có những anh em ở Mỹ, Pháp, Canada, Úc hoặc là những cái đất nước khác thuộc những cái địa phận của châu Âu, nên họ không chơi được cái kèo handicap là cái kèo chấp cũng như là kèo tài xỉu. Họ chỉ đánh được những cái mã kèo trên dưới và hòa mà thôi. Vì vậy thì ở mỗi trận đấu Tôn đều lên kèo châu Âu cho anh em chơi anh em nhé. Còn cái trận cầu giữa Bỉ với Azerbaijan thì Tôn cũng đã đồng hành trực tiếp với anh em với ba cái mã kèo. Đó là anh em chọn đi Bỉ hiệp 1, tài hiệp 1. Và khi trận đấu diễn ra được ít phút, Tôn tiếp tục cho anh em đi vào cái mã kèo Bỉ chấp 1.5 hiệp 1. Kết thúc của trận đấu này thì Bỉ cũng đã giành chiến thắng lên đến là 5-0. Thì anh em chúng ta cũng đã ăn rất là rực rỡ với những cái mã kèo mà Tôn cũng đã đồng hành trực tiếp với anh em rồi. Đây, anh em có thể thấy cái trận đấu giữa Bỉ với Azerbaijan thì Tôn cũng đã cho anh em đi hai cái vị tỷ số, đó là vị 5-0 và vị 7-0. Kết thúc trận đấu này thì Bỉ cũng đã giành chiến thắng là 5-0. Thì anh em chúng ta cũng đã tiếp tục ăn được cái mã kèo tỷ số ở trận đấu này anh em nhé. Đấy, anh em thấy không? Không một cái hội nhóm nào mà đưa cho anh em những cái mã kèo chất lượng như thế này, với những cái mã kèo tỷ số nhân gấp rất nhiều lần điểm cược. Và xin thông báo với anh em là vào nhóm của Tôn, chúng tôi chỉ chuyên chơi những cái mã kèo tỷ số mà thôi. Còn những cái mã kèo xiên thì nó rất là khó ăn, nên là Tôn không thường xuyên lên kèo xiên cho anh em nhé. Vì vậy anh em nào mà muốn chơi những cái mã kèo chất lượng như là kèo tỷ số thì anh em hãy đề xuất với Tôn để được vào nhóm. Còn ở thời điểm hiện tại, lúc này cũng là lúc 4:20 rồi anh em ạ. Ở thời điểm này thì Ecuador cũng đang chạm trán với cả Brazil. Trận cầu này thì Tôn cũng đã lên cho anh em với một cái mã kèo chính, đó là tài trận 2.75 trên video mà thôi. Còn ở trong nhóm thì Tôn cũng đã lên cho anh em với hai cái mã kèo, đó là chọn Brazil chấp 1 và tài trận 2.75. Cùng với đó, khi mà trận đấu diễn ra được 5 phút thì Tôn cũng đã trực tiếp nhồi cho anh em với cái mã kèo, đó là tài góc 9.5. Cùng với đó là những cái mã kèo khác thì hiện tại Brazil họ cũng đã có được cho mình 1-0 rồi. Và tỷ lệ góc lúc này cũng đang là 5 hay là 6 góc rồi anh em nhé. Với những cái mã kèo mà Tôn cũng đã đồng hành trực tiếp với anh em trong hội nhóm thì không một trận đấu nào mà anh em không có được những cái đồng lãi cho mình. Không những là lãi ít mà anh em còn ăn được những cái mã kèo nhân gấp rất nhiều lần điểm cược như là cái vị tỷ số, thì cũng đã khiến cho anh em rất là rực rỡ anh em nhé. Ngày hôm qua thì có rất nhiều những cái bạn cũng đã tìm đến Tôn xin kèo, và Tôn cũng đã cho những anh em này những cái mã kèo trực tiếp thì cũng đã rất là rực rỡ rồi. Đây, anh em có thể thấy đây là những cái trao đổi mà Tôn cũng đã trao đổi với người em này. Người em này thì cũng thường xuyên trao đổi với Tôn và xin kèo ngoài. Ở trận Hungary thì Tôn cũng cho người anh em này là đi Hungary cả trận rất là mạnh tay, và em lên nốt cái vị tỷ số là 2-1 và 3-1. Thì người em này thì cũng đã quá là rực rỡ với những cái mã kèo mà Tôn cũng đã cho rồi. Và sau khi kết thúc trận đấu thì người em này cũng khoe với Tôn là em ăn được cái vị tỷ số là 3-1 dành cho Hungary với điểm ăn nhân gấp 17 lần điểm cược. Tuy nhiên thì em này cũng là một cậu học sinh mà thôi. Vì thế em ấy cũng đánh vốn rất là ít. Em ấy đánh có 50k thôi. Và em cũng được là 900k với cái tỷ số này anh em nhé. Đây, anh em có thể thấy cái trao đổi của Tôn ngày hôm qua mà em này cũng đã nói chuyện với Tôn. Đây, em này em có nói là anh ơi, thì mình có trả lời là sao em. Bạn này có nói là hôm qua em có 430k mà thôi. Anh chỉ cho em mấy cái trận đấu đó thì em cũng đã ăn lên đến 3.2 triệu rồi. Rất là cảm ơn anh. Thì mình cũng đã chúc mừng người em này và cũng bảo người em này là không có gì cả em ạ, giúp được ai thì là anh sẽ giúp. Còn anh em mà có lòng tốt thì có thể là like cũng như là chia sẻ video cho Tôn. Như vậy là cũng là cũng đã có qua có lại rồi anh em nhé. Rồi, một chút chia sẻ về cái độ uy tín mà Tôn cũng đã gây dựng được đến cái thời điểm hiện tại, để cho những anh em nào mà đang chơi đơn lẻ một mình, hoặc là những anh em nào mà đang ở những cái hội nhóm không được chuyên nghiệp, không được uy tín, thì anh em hãy liên kết với Tôn qua cái địa chỉ Zalo mà Tôn cũng đã in trên màn hình. Đó là số điện thoại 0832406091, để anh em kết nối với Tôn vào nhóm, chúng ta đi đường dài cùng với nhau và chúng ta sẽ cùng kiếm lúa từ nhà cái anh em nhé. Và khi anh em mà tìm đến Tôn thì Tôn cũng nhắc lại với anh em là chúng tôi không thu phí xin lộc hoặc là lấy tiền của bất kỳ ai.
anh em dành cho Tôn cái sự tôn trọng bằng những cái lượt like cũng như là để lại bình luận ở video cũng như là chia sẻ video là chúng ta cũng đã tương tác giúp đỡ lẫn nhau rồi anh em nhé. Rồi, một chút chia sẻ để cho chúng ta hiểu nhau. Còn bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tâm điểm của video này là cái góc nhận định về trận cầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq. Như chúng ta cũng đã biết, sau khi kết quả của cái lượt trận đầu tiên cũng đã được khép lại, thì cả đội tuyển Việt Nam và Iraq đều có được cho mình những cái chiến thắng hết sức là nhẹ nhàng. Trong cái chuyến làm khách tại Philippines hôm 16 tháng 11 vừa qua, thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã đánh bại bầy chó hoang với tỷ số cách biệt nhẹ nhàng lên đến là 2-0. Ở cái trận đấu đó thì Tôn cũng đã sang xem những em nhỏ của chúng ta thi đấu. Và bản thân Tôn cũng thật là đáng tiếc khi cũng đã tận mắt chứng kiến ít nhất là 3 lần dứt điểm của cầu thủ mang áo số 18. Đó là cầu thủ Phạm Tuấn Hải khi đối mặt với thủ môn mà anh lại không thể nào dứt điểm tinh tế để ghi bàn thắng vào lưới của đối phương. Và nếu như cái vị trí đó được thay thế vào cái tên là Hoàng Đức hay là Quang Hải thì chắc chắn chúng ta cũng đã có được ít nhất là tỷ số 4-0 sau khi kết thúc trận đấu rồi anh em nhé. Và để đánh giá một cái cách quang minh và công bằng thì trình độ cũng như là cách chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng người Đức là Chausseur không thể nào mà đem ra so sánh được với thầy Bắc được anh em ạ. Ở chiến thuật cũng như là cái cách chơi bóng của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì quá là tù túng và thiếu đi sự thuyết phục về mọi mặt. Có lẽ là nhiều anh em cũng đã cho rằng bóng đá Việt Nam ở thời điểm này là không có nhân tài kiệt xuất. Nếu như những ai đang có những cái suy nghĩ này thì chúng tôi cho rằng đó là những cái kẻ quá là ấu trĩ. Vì đất nước Việt Nam dân số càng ngày càng đông lên, chính vì vậy nhân tài sẽ được xuất hiện nhiều hơn. Quan trọng là con mắt nhìn người của ban huấn luyện mà thôi. Thầy Bắc là một người làm việc có trách nhiệm cao. Ông luôn thổi hồn vào đội bóng và truyền lửa cho các học trò của mình để có được cái ý chí quyết tâm cao nhất. Không những thế, khi thầy Bắc cân nhắc bất cứ một cái cầu thủ nào lên tuyển thì ông luôn chỉnh chu và tìm hiểu rất kỹ về cách chơi của cầu thủ đó. Và ông biết điểm mạnh của mỗi cầu thủ nằm ở đâu, thi đấu ở vị trí nào thì hợp lý. Mỗi một lần đội tuyển Việt Nam thi đấu ở những trận cầu mang tính chất quan trọng thì ông luôn ra sát đường biên dọc để ra dấu chỉ đạo và hò hét các học trò của mình đến nỗi mặt mày phải đỏ tía tai lên. Phải nói cách truyền lửa của ông cho các học trò trên cương vị là một vị huấn luyện viên trưởng, nếu là số 2 thì không ai là số 1 anh em nhé. Không những thế, cách làm việc của ông luôn minh bạch và không có chuyện dựa vào cái quan hệ là ngoài luồng để chen chân vào vị trí trong đội tuyển. Ở dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo thì Việt Nam của chúng ta cũng đã thỏa sức tung hô. Thế nhưng sau khi ông quyết định rút lui thì chúng ta cũng đã thấy được một cái thời kỳ đen tối đang dần quay trở lại. Ở thời điểm hiện tại thì với một cái triều đại của vị chiến lược gia người Đức, nhìn vào đội hình tuyển chọn của ông thì không biết các bạn đang nghĩ gì. Còn với tôi thì cảm thấy thất vọng tràn trề. Ngoài những cái tên còn sót lại của lứa cầu thủ cũ, những cầu thủ mà ông mới triệu tập ở mọi lứa tuổi thì không nhìn thấy được một gương mặt nào là sáng sủa cả. Các cầu thủ ở thời điểm hiện tại thì họ thường có một cái lối chơi rất là cá nhân. Kỹ thuật thì kém, phối hợp tác chiến thì rời rạc và quan trọng là tâm lý không được ổn định. Họ luôn bị cóng khi đối thủ dẫn bàn trước và luôn không hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Và nếu để đánh giá về khách quan thì tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam lúc này nó đang như một cái tập đoàn cơ cấu với những cầu thủ có mối quan hệ ngoài luồng anh em nhé. Nhân tài của chúng ta không những là không có mà chúng ta còn có rất nhiều là đằng khác. Thế nhưng tại sao họ lại không được lựa chọn thì đây cũng là một dấu chấm hỏi rất là lớn của rất nhiều người hâm mộ dành cho ban tổ chức ở thời điểm hiện tại. Rất chi là nhạy cảm. Các cầu thủ ở thời điểm hiện tại, họ được ăn cơm của nhà nước, nhận lương bổng của quốc gia mà không làm tròn được cái nhiệm vụ thì đó là một cái điều đáng để khiển trách và đưa ra để xem xét anh em nhé. Ở trong mắt người hâm mộ lúc này, có lẽ các bạn cũng đang có những cái suy nghĩ giống như tôi phải không? Nếu như các bạn có suy nghĩ tích cực để đóng góp ý kiến xây dựng cho đội tuyển Việt Nam ngày càng lớn mạnh và tạo lên cái tiền đề sau này thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Tôi tin là cái thông điệp của các bạn sẽ được truyền tải đến tai của những lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam để họ sẽ có được những cái biện pháp gây dựng một cái đội bóng ngày càng hoàn hảo hơn anh em nhé. Ok, tạm thời gác lại cái dòng chia sẻ, chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái thông tin về đối thủ là Iraq trong trận cầu tối nay. Có thể thấy rằng đội tuyển Iraq
họ đã có một cái trận đầu ra quân hết sức là thuyết phục tại cái bảng đấu này, khi mà họ cũng đã hủy diệt Indonesia với một cái cách biệt đầy thuyết phục lên đến tỷ số là 5-1 để tạm thời chiếm lấy ngôi vị đầu bảng. Nhìn vào cái lối chơi của Iraq thì chúng ta có thể thấy được họ đang ở một cái đẳng cấp hoàn toàn là khác biệt. Xét về cái mặt đẳng cấp kỹ thuật, thể trạng con người cũng như là sức khỏe thì họ hoàn toàn được đánh giá cao hơn những cầu thủ khu vực Đông Nam Á của chúng ta rất là nhiều. Vì vậy sẽ không phải bất ngờ gì nếu như Iraq sẽ là đội bóng đứng đầu bảng F này sau khi kết thúc cái vòng loại thứ hai của World Cup 2026. Tuy nhiên thì để làm được cái điều này thì họ cần phải vượt qua cuộc sát hạch mang tên là đội tuyển Việt Nam. Vì Việt Nam cũng là một cái đội bóng được xếp hạng hạt giống thứ hai của cái bảng đấu này. Và rõ ràng là cái cuộc đối đầu vào lúc 19 giờ tối nay sẽ mang nhiều ý nghĩa phân chia cái ngôi vị đầu bảng trước khi cái lượt trận tiếp theo diễn ra vào cái tháng 3 năm 2024. Và ở cái trận đón tiếp Iraq thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai này, ngoại trừ lợi thế là sân nhà, thì giới chuyên môn họ đang đánh giá Việt Nam khó có thể so sánh với Iraq về mặt chất lượng nhân sự và đẳng cấp. Và cái điều này cũng được thể hiện bằng cái vị trí trên bảng xếp hạng FIFA ở thời điểm hiện tại. Đội tuyển Iraq thì đang đứng ở vị trí thứ 68 thế giới, trong khi đó đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang kém họ lên đến 26 bậc khi đang xếp ở vị trí thứ 94. Và để có được một cái kết quả tốt cho đội tuyển Việt Nam ở cái trận đấu này thì sẽ không phải là vấn đề đơn giản khi mà chúng ta biết được rằng lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng hẳn về đại diện đến từ Tây Á. Nhìn vào cái quá khứ đối đầu trong 4 trận đấu gần nhất tính từ năm 2007 đến nay thì chúng ta có thể thấy được rằng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta chưa một lần nào giành chiến thắng trước Iraq cả. Hai trận đấu gần nhất đó là cái trận đấu ở Asian Cup năm 2019 thì Iraq cũng đã đánh bại Việt Nam của chúng ta với tỷ số là 3-2. Tuy nhiên thì ở cái trận đấu này, đội tuyển Việt Nam của chúng ta được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo anh em nhé. Còn tại cái vòng loại World Cup năm 2016 thì Iraq cũng đã đánh bại Việt Nam của chúng ta với tỷ số là 1-0. Năm 2015 cũng tại cái vòng loại World Cup thì Việt Nam của chúng ta cũng đã cầm hòa được Iraq với tỷ số là 1-1. Đây là một cái trận đấu hết sức là quả cảm của các em nhỏ đội tuyển Việt Nam. Còn xa hơn nữa là năm 2007, tại cái đấu trường là Asian Cup thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã để thua Iraq với tỷ số là 2-0. Xét về cái thành tích đối đầu như thế này thì rõ ràng đội tuyển Việt Nam của chúng ta không xứng tầm để ngồi chung mâm với cả đội tuyển Iraq được. Không những thế, cái màn trình diễn của đội tuyển Iraq trong trận đấu vừa qua khi họ cũng đã hủy diệt Indonesia với tỷ số là 5-1 thì cũng đang cho thấy được Iraq họ đang ngày càng tiến lên anh em nhé. Và cũng chính vì cái lý do này, ở cái trận cầu tới đây, chúng tôi không hướng đến cho anh em với cái mã kèo Haricap. Thay vì cái mã kèo chấp bóng ở trận đấu này, thì Tôn sẽ hướng cho anh em với hai cái mã kèo khác. Đó là anh em lên chọn là cái mã kèo tài trận 2-1/4 với điểm ăn đang là 0.92 sẽ là sự lựa chọn đầu tư hợp lý nhất anh em nhé. Còn một cái mã kèo nữa đó là cái mã kèo góc. Như chúng ta cũng đã thấy được thì trong những cái trận đấu gần đây của đội tuyển Iraq thì họ thường tạo lên rất nhiều những cái pha phạt góc. Cùng với đó, đội tuyển Việt Nam của chúng ta là cái đội bóng cũng chơi về hai cánh rất là tốt. Họ đánh chồng biên rất là bài bản. Vì vậy, với cái mã kèo tài góc ở trận đấu này, họ đang để ở cái mức là 8 hòa. Thì anh em cũng có thể cân nhắc cho Tôn ở cái mã kèo. Đó là anh em chọn tài góc 8.5 với điểm ăn đang là 0.83. Sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất để anh em chúng ta đầu tư và mang về lợi nhuận cho mình. Và nếu như ở cái trận đấu tới đây, Việt Nam của chúng ta đánh bại được Iraq ngay tại sân vận động Mỹ Đình thì sẽ là một cái bất ngờ lớn cho những đại diện đến từ Đông Nam Á anh em nhé. Và đương nhiên là chúng ta luôn hy vọng vào một chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta xem bóng đá và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thì chúng ta cũng không lên vào cái kèo chấp như thế này. Vì cái mức kèo chấp đang là 0.5 thì có thể nó sẽ là 50-50 anh em nhé. Chính vì vậy anh em không lên vào kèo chấp thì chúng ta xem bóng đá, chúng ta cổ vũ thì chúng ta sẽ có được cái liềm nhiệt huyết hơn. Rồi, như vậy là cái trận cầu giữa Việt Nam với Iraq thì Tôn cũng đã lên tham vấn nhận định kèo chơi xong cho anh em. Với hai cái mã kèo chính ở thời điểm hiện tại thì Tôn mong rằng anh em chúng ta sẽ đầu tư và mang về lợi nhuận cho mình. Tuy nhiên thì Tôn vẫn phải nói lại với anh em là những cái mã kèo ở thời điểm này cũng chỉ dừng ở cái mức độ tham khảo mà thôi anh em nhé. Anh em nào mà cảm thấy nhận định trùng máu và hợp ý thì anh em có thể theo kèo ngay từ lúc này. Còn không thì anh em có thể đi ngược lại cũng không sao.
vì trên đây cũng chưa phải là những cái mã kèo mà Tôn sẽ chốt cho anh em đầu tư big bet trong các cái hội nhóm. Ở cái thời điểm khi mà Tôn làm video thì vẫn còn đang là rất sớm. Những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại cũng chưa phải là những cái mã kèo mà nhà cái họ sẽ ổn định trước giờ bóng lăn. Vì thế anh em nào mà xác định chơi to chơi lớn, anh em chơi big bet vào những cái mã kèo nhà cái để ăn thua với nhà cái, thì các bạn hãy chủ động kết nối với Tôn qua cái địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0832406091 hoặc Telegram @kèobongtonTử để anh em sẽ nhận được những cái tham vấn tốt nhất trước khi trận đấu lại được diễn ra. Và hơn nữa, những anh em nào mà đang chơi đơn lẻ một mình, anh em vẫn chưa có được những cái thông tin chất lượng nhất về cái cặp đấu này, hoặc là anh em đang ở những cái nhóm không uy tín, không an toàn, thì anh em có thể liên hệ với Tôn để anh em được vào nhóm đồng hành đường dài cùng với Tôn. Khi vào nhóm thì anh em sẽ thấy được những cái cuộc chơi của chúng tôi trong xuyên suốt của những cái ngày tháng vừa qua nó chất lượng như thế nào. Những cái mã kèo big bet hoặc là những cái mã kèo tỷ số thì Tôn luôn chắt chiu và luôn tâm huyết để dành tặng cho anh em, khiến cho anh em luôn hài lòng anh em nhé. Rồi, như vậy là video cũng đã dài rồi. Điều cần chia sẻ thì Tôn cũng đã nói hết. Cuối cùng thì xin kính chúc cho toàn thể quý anh em chúng ta sẽ có được những cái chiến thắng tưng bừng trong những trận cầu mà anh em sẽ quan tâm. Và trước khi rời khỏi màn hình, nếu như anh em yêu mến kèo bóng Tôn Tử thì anh em có thể để lại cho chúng tôi những cái lượt like và những cái lượt đăng ký kênh. Anh em mà có những cái nhận định trái chiều hoặc là anh em đồng thuận với những ý kiến của chúng tôi thì anh em có thể để lại bình luận ở bên dưới để trao đổi trực tiếp với Tôn anh em nhé. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.